khi mà gạc đồ họa của các bạn đã thuộc dạng cao cấp nhất mà bạn vẫn muốn tìm cái gạc mạnh hơn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là các hãng sản xuất sẽ ốp sẵn tản nhiệt nước cho gạc đồ họa mạnh nhất ấy để giúp nó có thể ép xung lên cao và mạnh hơn nữa. Đây là chiếc GTX 1080 Ti Aorus Extreme đến từ Gigabyte với dung lượng 11GB, một trong số ít gạc đồ họa khủng long với tản nhiệt nước tích hợp sẵn. Nếu các bạn theo dõi kênh thì cũng biết trước kia mình từng làm video mở hộp và trên tay nhanh một chiếc GTX 1080 Ti Waterforce cũng đến từ Gigabyte với block nước gắn sẵn. Nhưng quả này thì nó hơi khác một tí vì vụ nước nôi đã được Gigabyte lo hết với đầy đủ từ block, bơm, quạt và rad, chỉ cần cắm là chạy, không cần làm thêm gì cả. Một cái hộp to đùng. Mình cứ nghĩ là nó sẽ có cả đống phụ kiện hay ho hoặc một số thứ gì đó tặng kèm vi diệu lắm. Nhưng hóa ra Gigabyte lại chơi khá lầy khi phần lớn thể tích của hộp là xốp. Bên trong chúng ta có chiếc card đầu tiên là điều đương nhiên. Ngoài ra sẽ có đĩa driver mà mình khuyên các bạn nên cho thẳng sọt rác luôn và đao driver mới nhất trên trang chủ của Nvidia. Chúng ta sẽ có một cọng cáp hai đầu 6 pin ra đầu 8 pin để phòng nguồn của các bạn không đủ chân cắm. Sẽ có sticker Aorus bằng kim loại và không thể thiếu là bí kíp luyện công với các môn phái từ Nga Mi đến Cái Bang đủ cả. Và đây là chiếc cạc. Trông nó cũng không có gì khác những chiếc cạc khác vì cạc nào chẳng là cạc, cạc nào chẳng dùng để nhét vào khe. Nhưng cái khác là nó có hai ống bọc vải lòi ra từ trên dẫn nước đến rad 120mm và quạt ở cái đầu này. Về kích thước thì nó cũng khá cơ bản với kiểu thiết kế dual slot chiếm hai khe PCI. Những đường kẻ xiên chéo nhìn rất hầm hố với miếng nhựa trong suốt ở giữa để lộ ra cái block nước làm bằng đồng đỏ ở trong với logo đầu khắc đầu chim đại bàng Aorus. Nhìn cái block gọn ở giữa nhưng thực ra bên trong nó có cả ống dẫn nhiệt dẫn đến cái VRM và MOSFET ở xung quanh. Màu chủ đạo của Gigabyte thì vẫn là màu đen và cam, đậm chất game thủ các thứ. Xung quanh phần block nước chính là phần cửa sổ này, chúng ta sẽ có LED RGB hỗ trợ cái phần mềm là RGB Fusion của Gigabyte, cho phép các bạn tùy biến sập sinh một cách thoải mái. Ở phía xa xa sẽ có dòng chữ là Team Up Fight On, đại khái dịch ra là gọi đội đấm nhau. Chiếc cạc có độ cao tiêu chuẩn chứ không lòi lên quá nhiều. Độ dày thì như mình đã nói là chiếm hai khe PCI, còn về độ dài là 26,6cm, không quá dài vì thế các vỏ cây nhỏ nhắn vẫn có thể đút vào một cách bình thường. Ở trên vẫn sẽ có chân cắm SLI giúp anh em 3-sum hoặc 4-sum theo nhu cầu cần thiết nếu một cạc vẫn là chưa đủ mạnh. Cũng ở phía trên thì chúng ta sẽ thấy hai chân cắm 8 pin với đèn LED báo hiệu nguồn điện ở ngay bên cạnh. Về cổng I/O thì chiếc cạc này cho chúng ta một số lượng rất thoải mái, bao gồm một cổng DVI Dual Link, 3 cổng HDMI 2.0B cho phép xuất ra độ phân giải tối đa là 4096x2160 ở 60Hz, thêm 3 cổng DisplayPort 1.4 với độ phân giải tối đa là 7680x4320 60Hz dành cho anh em sử dụng mắt cú vọ. Chiếc cạc này cũng có một tấm backplate màu đen với logo đầu chim khá đẹp, giúp tổng thể chiếc cạc nhìn gọn gàng, đẹp mắt hơn và cũng phần nào giúp giải thoát nhiệt tốt hơn. Và với 12 cộng 2 phây điện, chiếc cạc này được Gigabyte tạo ra để giúp anh em muốn hiệu năng cao nhất có thể từ việc ép xung. Họ nhấn mạnh vào cái độ bền bỉ và tuổi thọ cao của cạc với những linh kiện chất lượng nhất. Một chút số má thì chiếc cạc này có xung nhịp Core Boost Clock là 1746MHz tối đa so với 1582 của cạc REV, cao hơn tương đối. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể ép xung em nó lên cao hơn nữa nếu muốn. Sản phẩm này được bán tại Anfat PC, link sản phẩm cũng có để dưới phần miêu tả video với các thông tin thêm để các bạn tham khảo. Lần tới thì mình sẽ test chiếc cạc này kỹ hơn, lâu hơn để có thể kiểm tra về nhiệt độ và hiệu năng nó đem lại, cũng như xem tiếng ồn tạo ra nhiều hay ít. Nếu các bạn có nhu cầu xem video đó thì đừng quên click nút like bên dưới để cho bọn mình biết, cũng như subscribe bằng cách nhấn ngay nút đỏ hiện lên trên màn hình bây giờ. Mình là Sobel, xin chào và hẹn gặp lại.